Ngày 22 tháng 5, trong phiên làm việc buổi sáng, ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ bảy Quốc hội đã thảo luận thông qua nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến công tác nhân sự. Cụ thể, Quốc hội tiếp tục làm quy trình để bầu Chủ tịch nước. Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Tô Lâm, 64 tuổi, quê Hưng Yên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, với 472 trên 473 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Tô Lâm giữ chức vụ Chủ tịch nước. Nhận thức sâu sắc, trách nhiệm to lớn. Ngay sau đó, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, xin được tuyên thệ. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ. Trong phát biểu sau lễ nhậm chức, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã bày tỏ cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu và giao cho ông trọng trách Chủ tịch nước. Ông cũng trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy giới thiệu ông đảm nhận trọng trách cao cả này. Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, tôi ý thức sâu sắc rằng đây là vinh dự là trách nhiệm to lớn, đồng thời là cơ hội để cùng ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dốc toàn bộ tâm sức trí lực phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Tân Chủ tịch nước cũng nói sẽ nguyện mãi mãi khắc ghi và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các bậc tiền bối, của hàng triệu anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Những đóng góp to lớn của nhân dân, những người đã quên mình trong lao động sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta. Ông khẳng định, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình nhạy bén của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay. Ông nói, đây là những tiền đề hết sức quan trọng để tôi có thể hoàn thành tốt trọng trách được giao trên cương vị chủ tịch nước và nhấn mạnh việc này cũng đặt ra yêu cầu kỳ vọng cao hơn trong giai đoạn phát triển mới nhằm tạo ra những kỳ tích mới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tân chủ tịch nước nói, nhận thức sâu sắc trách nhiệm to lớn trước Đảng, nhà nước, nhân dân, tôi xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch nước đã được hiến định tích cực thực hiện nhiệm vụ đối nội đối ngoại quốc phòng an ninh của đất nước cùng toàn đảng toàn dân toàn quân ta và các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy nhất tinh thần tự chủ tự tin tự lực tự cường tự hào dân tộc nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi chủ trương đường lối của Đảng, trước hết là nghị quyết đại hội 13 của Đảng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Kiên định đường lối ngoại giao, cây tre Việt Nam chủ tịch nước tô lâm nói ông sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện pháp luật xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam của dân do dân và vì dân trong giai đoạn mới song song đó là kiến tạo nền quản trị quốc gia hiện đại hiệu quả tiên tiến phát triển nền hành chính tư pháp chuyên nghiệp pháp quyền hiện đại v v ông cũng cho biết sẽ chăm lo xây dựng củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội nâng cao chất lượng của cuộc sống hạnh phúc của nhân dân Ông nói tôi sẽ cùng với các đồng chí trong Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị Ban Bí Thư tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa và khẳng định sẽ thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy dân chủ, xã hội chủ nghĩa, đi đôi với củng cố trật tự kỳ cương tân chủ tịch nước khẳng định ông sẽ kiên trì và triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại đa phương hóa đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại mang đậm bản sắc ngoại giao cây tre việt nam chủ động tích cực hội nhập quốc tế kết hợp chặt chẽ đối ngoại của đảng với ngoại giao nhà nước đối ngoại nhân dân Chủ tịch nước nhấn mạnh, tôi xin hứa sẽ đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban chấp hành Trung ương Đảng Bộ Chính trị Ban Bí Thư, các lãnh đạo chủ chốt, không ngừng rèn luyện, trao dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, đề cao trách nhiệm nêu gương, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cuối bài phát biểu, ông mong nhận được sự chỉ đạo, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành, địa phương và đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài để hoàn thành trọng trách được giao. Nhân dịp đại tướng Tô Lâm được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia đã gửi điện và thư chúc mừng. Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Thông Luân Si Su Thít bày tỏ rất phấn khởi và nhiệt liệt chúc mừng ông Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cho rằng Điều đó thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho ông Tô Lâm. Ông Thung Lun Sisuthit khẳng định, rất vui mừng khi được làm việc với Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào Việt Nam ngày càng tốt đẹp và đơm hoa kết trái. Đồng thời, ông tin tưởng chắc chắn với trình độ, năng lực và kinh nghiệm phong phú đã được tích lũy trong nhiều năm trên nhiều cương vị quan trọng khác nhau Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng lãnh đạo Việt Nam, lãnh đạo đất nước và nhân dân tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, nhằm đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng trước tin ông Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa, núi sông liền một dài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc lại chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc Việt Nam có ý nghĩa chiến lược. Sự kiện mở ra chương mới cho quan hệ hai đảng hai nước, đồng thời vui mừng nhận thấy các bộ ngành địa phương hai nước đang đẩy nhanh xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc Việt Nam đã được tiến triển tích cực. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định hết sức coi trọng quan hệ Trung Việt, sẵn sàng cùng Chủ tịch nước Tô Lâm duy trì trao đổi chiến lược dẫn dắt việc xây dựng cộng đồng tương lai Trung Việt đi vào chiều sâu thiết thực mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhân dân hai nước ông tập cũng gửi lời chúc Việt Nam phồn vinh thịnh vượng nhân dân hạnh phúc chúc chủ tịch nước tô lâm đạt được thành tựu to lớn hơn nữa trên cương vị mới cũng bày tỏ vui mừng và chúc mừng chủ tịch nước tô lâm quốc vương campuchia norodom sihamoni tin tưởng chắc chắn dưới sự lãnh đạo của chủ tịch nước Việt Nam sẽ giành được thành công to lớn có sự phát triển nhanh chóng trên mọi lĩnh vực và duy trì vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Quốc vương bày tỏ hy vọng quan hệ giữa nhân dân hai nước ngày càng gắn bó gần gũi, tiếp tục duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tốt đẹp hơn nữa. Trước đó, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 diễn ra vào sáng ngày 22 tháng 5, nhận tín nhiệm cao từ các đại biểu Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, 472 trên 473 đại biểu Quốc hội chiếm 96,92% tổng số đại biểu quốc hội đã tán thành thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng ngày, 465 trên 465 đại biểu quốc hội, bằng 95,48% tổng số đại biểu quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 với đại tướng Tu Lâm. Sáng ngày 22 tháng 5, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, đã hoàn thành quy trình bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khóa 15, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định về việc bầu ông Tô Lâm giữ chức vụ cũng được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua với 472 trên 473 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 96,92% tổng số đại biểu quốc hội. Tiếp đó, Tân Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức, nguyện trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp. Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ trước quốc hội tại kỳ họp thứ 7, dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước. Tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Phát biểu nhậm chức ngay sau đó, ông Tô Lâm trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu và giao cho ông trọng trách Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy giới thiệu ông đảm nhận trọng trách cao cả này. Chủ tịch nước cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện pháp luật xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam của dân do dân và vì dân trong giai đoạn mới kiến tạo nền quản trị quốc gia hiện đại hiệu quả tiên tiến phát triển nền chính trị tư pháp chuyên nghiệp pháp quyền hiện đại ký kết các điều ước quốc tế nhân danh nhà nước chăm lo xây dựng củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống hạnh phúc của nhân dân lãnh đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tân Chủ tịch nước hứa sẽ đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các lãnh đạo chủ chốt không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, đề cao trách nhiệm nêu gương, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Sáng ngày 22 tháng 5, tại hội trường dân hồng nhà quốc hội, quốc hội đã thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước đối với ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu quốc hội khóa 15 với kết quả là 472 trên 473 đại biểu quốc hội tán thành, bằng 96,92%. Thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch nước Tô Lâm nói: Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn quốc hội đã tin tưởng trao cho cơ hội được phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trên cương vị Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn ban chấp hành trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng và các lãnh đạo đảng nhà nước đã tin cậy tiến cử đảm nhận cương vị này đồng thời cho biết đây là vinh dự lớn lao cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề Tân Chủ tịch nước bày tỏ, tôi xin mãi mãi khắc ghi và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của đảng ta và dân tộc ta, của các bậc tiên bối, của hàng triệu anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Những đóng góp to lớn của nhân dân, những người đã quên mình trong lao động sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta trong giờ phút đặc biệt quan trọng này chủ tịch nước tô lâm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam người sáng lập và là chủ tịch đầu tiên của nước việt nam dân chủ cộng hòa nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người Mãi mãi kỳ ơn những hy sinh công lao to lớn của các bậc lãnh đạo tiền bối, của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và người Việt Nam yêu nước để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là những tiền đề hết sức quan trọng để tôi có thể hoàn thành tốt trọng trách được giao trên cương vị chủ tịch nước. Mặt khác cũng đặt ra yêu cầu kỳ vọng cao hơn trong giai đoạn phát triển mới nhằm tạo ra những kỳ tích mới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhận thức sâu sắc trách nhiệm to lớn trước đảng, nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm hứa sẽ thực hiện nghiêm túc đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch nước, đã được hiến định, tích cực thực hiện nhiệm vụ đối nội đối ngoại, quốc phòng an ninh của đất nước. Cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy cao nhất tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực tự cường, tự hào dân tộc, nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi chủ trương đường lối của Đảng, trước hết là nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa chủ tịch nước khẳng định sẽ cùng với ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ngăn chặn đẩy lùi suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa đi đôi với củng cố trật tự kỷ cương tập trung lãnh đạo xây dựng nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc thực sự là nguồn lực nội sinh động lực phát triển đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới hiện đại hóa đất nước kiên định và triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại, mang đậm bản sắc ngoại giao cây tre Việt Nam, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, kết hợp chặt chẽ đối ngoại của Đảng với ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại. Góp phần đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa nước ta với các nước, nhất là các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống và các nước lớn giữ vững môi trường hòa bình ổn định, xử lý hậu quả từ sớm từ xa, mọi thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, tiếp tục tích lũy thế và lực, củng cố vai trò vị trí của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại.